ăn cho con rồi đó chị. Thôi kệ, mình ăn cho con mà. Nhưng mà rốt cuộc rồi em mới phát hiện là không, con em không bao nhiêu cả. Đúng rồi. Em phồng. Nhưng mà vì em tự nguyện với điều đó cho nên thực sự toàn bộ những cái sự thay đổi về cân nặng nó cũng không làm em căng thẳng, đúng không? Dạ, tức đúng là rồi. Cái tinh thần của em trong thai kỳ, dạ, nó đúng rồi, vẫn rất là lạc quan, nó vẫn rất là dễ chịu. Dạ đúng rồi. Với là một điều nữa là em tự tin vào bản thân đó chị, em nghĩ ôi mình sẽ giảm cân được. Em nói ô không sao đâu, kệ mập đi, trong tháng ra mình sẽ giảm được mà. Bây giờ là đã một năm một tháng trôi qua em vẫn không lấy lên được cân nào đang cũ. Một năm một tháng với hành trình nuôi con nhỏ thì cũng không sao đâu. Chồng là tới chồng một mặt ở đâu trong thai kỳ, và ổng cũng là người hết sức hợp tác trong việc đưa đồ ăn. Ăn chung em. Ăn chung em. Ăn chung với em chị à. Em ăn một là anh ăn một, em ăn hai là anh ăn hai chị. Em đâu có tha chị. Như là ủng hộ tinh thần vậy hả? Dạ. Bây giờ em chưa giảm cân được thì anh cũng dễ gì giảm cân được với em. Trời, tính là ông Mai Ca nó rất là âm mưu nha. Nó thuyết âm mưu đầy ở trong đó đó, không phải giỡn đâu. Trời ơi, đúng, mình phải tính toán một cái đường dài cho mình, một cái plan để mình đi chị à. Chúc mừng em, sau khi chương trình này lên sóng, ảnh nhận ra hết tâm cơ của em rồi. Không, ảnh đã nhận ra từ lâu, từ những lần em rủ ảnh đi mua đồ size lớn chung với em. Có nghĩa là hai vợ chồng cùng tăng size đó chị. Mà ảnh hối cũng không có kịp nữa đâu. Không, bây giờ không thể hối hận được. Tại vì em tập cho cái thói quen ăn đêm đó chị. Bây giờ đâu có bỏ được chị. Đêm chọn nào. Bây giờ đâu có bỏ được chị. Đêm chọn nào. Cái mặt em dễ sợ luôn á. Trời ơi, mấy cá ơi. Dạ, trước tiên là em xin chào chị thôi nha. Em chào Chế Lan. Dạ, xin chào quý vị khán giả ạ. Em rất là ngưỡng mộ phụ huynh của bạn này. Đó là đúng, anh Kim Tử Long. Chính xác, chị cũng ngưỡng mộ. Dạ. Lần đầu tiên mà mình phát hiện ra, mình hay tin là mình có em bé. Mình có bầu con của mình đó. Ừ, cái hành trình đó như thế nào nè? Dạ, đó là một hành trình hết sức là nhảm nhí. Nhảm nhí. Nhảm nhí chị ơi. Rất là nhảm nhí. Chưa ha, chưa có mẹ bỉm nào đặt tên đó là mình nhảm nhí ha. Đó, thật sự luôn chị cứ nghĩ đi. Em lấy chồng xong là em vẫn còn muốn đi chơi. Thì mọi người mới nói trời có chồng rồi, cũng lớn tuổi rồi. Thôi để có con trên đi. Mặt vẫn còn hằn học về điều đó. Rất hằn học chị. Rõ ràng luôn nha, cả nhà nhà em nói như nè. Có tuổi rồi. Trời ơi. Có con đi chứ để làm gì nữa. Tức trời. Thế sao tôi tự dưng cái hình dung ra một vài gương mặt quen thuộc nói cái câu đó trong gia đình bạn này á. Ôi chắc nó kịch tính lắm ấy. Có tuổi rồi. Tức lắm. Đó, xong tôi các em mới nói ừ thôi kệ có con đi chứ bây giờ làm nghề tên cũng vẫn có bao nhiêu. Tên cũng vẫn có bao nhiêu. Trời ơi, thủ hoàng với em quá vậy. Em thực tế, rất thực tế. Cái này gọi là tự đánh giá đúng không Mika? Tự đánh giá bản thân chị. Mà gia đình cũng khẳng định là có tuổi rồi. Thế thì thôi để cho có em bé đi. Thế là em để cho có em bé. Mà chị cứ tưởng tượng đi, em để em bỏ thuốc từ năm 2018 qua tới năm 2019. Em vẫn không có gì. Em vẫn không có gì chị. Đôi lúc em từng nghĩ, ủa em phải em gái không ta? Thế thân em vậy, người ta sẽ gọi hành trình này là một hành trình truân chuyên hoặc là gian nan. Như vậy thì cái chất liệu nào để nó tạo ra chữ nhảm nhí của em vậy mấy ca? Đây chị, cái khúc nhảm nhí là cái khúc này. Là một ngày đẹp trời, tự nhiên em đang đi làm. Cái xong cái bà dì em mới điện, mẹ Năm đang ở bên phòng khám phụ khoa. Thôi con qua đây con xét nghiệm coi con có bị gì không? Trời ơi con có bị gì đâu. Nhân tiện vậy trời. Nhân tiện chị. Thì chạy qua xong cũng khám test đủ thứ. Tại sao cả 5 giờ rồi mà mình không có bầu? Bác sĩ ơi em có bị gì không? Sao em không có em bé? À em ơi em có bầu rồi đó. À em ơi em có bầu rồi đó. Chị đâu có nhảm gì không? Đây có thể gọi là lần đầu tiên chương trình chat với mẹ bỉm sữa đó không tốn một que thử thai nào. Để bù cho những lần thử cả lố của các mẹ. Trời ơi em khơi khơi em đi khám vậy đó. Tự nhiên vậy đó. Thì không bác sĩ. Bác sĩ nói thì em có bầu rồi. Đỉnh gạt em bác sĩ. Tôi lại phát hiện là khi mà các mẹ biết tin mình mang bầu, các mẹ luôn hoài nghi. Cái que mà nó báo thì là nghi cái que, nghi nhà sản xuất.
còn bây giờ bác sĩ báo. Nghi bác sĩ. Nghi luôn chị. Nghi luôn chị. Ủa vậy mình có báo với chồng liền, có báo với người nhà liền không? Em chưa kịp chị. Là cái nhân vật mẹ năm của em đó chị. Nửa nước biết luôn. Nửa nước biết luôn chứ mấy nhà em không nha chị. Đó cũng là một trong những lý do tăng cân của em nha chị. Niềm đau. Lại là một cái niềm đau. Khi mà chị phát hiện chị có em bé đi, là cái thai nó cũng phải tầm được 2-3 tuần hoặc là 1 tháng gì đó. Có người trễ hơn, 2 tháng mới phát hiện được. Em mới có 8 ngày à, tại thử máu đúng rồi. Ra liền. Thế là cả gia đình em xúm lại bồi bổ chị. Mà bây giờ cho tới khi bây giờ sanh em bé ra xong em mới hận chị. Ủa khúc đó bồi bổ gì trời, khúc đó bồi bổ vô em không chứ có vô em bé miếng nào đâu. Thế là em mập như một con heo. Nếu như mà em có một lần nữa mà có em bé, em dứt khoát nha. Em sẽ ăn theo chế độ của bác sĩ. Em không để bản thân em bị sa đà. Nếu vậy lúc đó đừng có thông báo cho mẹ Năm nha. Đúng rồi, nhớ nha, đó, nhớ nhân vật mẹ Năm. Phải tránh xa, khoanh vực mẹ Năm. Xí, bây giờ chị rất là muốn nghe cái phản ứng của ông xã khi mà hay tin em có em bé nè. Ông xã em là người đàn ông một mặt. Một nét. Một nét vậy. Ảnh là hàng Việt Nam chất lượng cao, luôn luôn bình ổn. Em báo cho anh ơi, em có em bé rồi đó. Mình biết trước rồi nha chị, mà mình vẫn diễn cái nét ngạc nhiên hơn ảnh nha. Em có em bé rồi đó. Anh chắc chưa? Rồi thôi đó. Bây giờ là tò mò đến cái quá trình mà nuôi dưỡng em bé trong bụng nè. Ăn sao mà để ra như vậy? Để rồi hận chính mình ngày xưa. Chị ơi, nếu mà nói ra thì em còn mong mọi người đừng ai chửi em nha chị. Em xin khán giả, thật sự là ở nhà em tẩm bổ cho em hết sức gọi là thiếu khoa học đó. Bà ngoại của em thì rất thương em. Nên khi mà biết em có em bé rồi á là cứ muốn em cứ về ngoại đi rồi ngoại nấu ăn cho ăn, rồi mẹ Năm nấu ăn cho ăn rồi vậy đó. Thì em giống như là một con heo mà không có biết kềm chế. Đưa cái gì vô là em ăn, em ăn không có nuôi em như công nghiệp vậy. Em ơi chị, em cảm tưởng hình như trong đồ ăn có bỏ thuốc tăng trọng của heo cho em ăn hay sao. Em lên 20 kg. Vẻ bạn này hợp tác ha, em cho gì là phát huy hết chứ đó. Chị dạ. Em cũng ăn khoa học lắm nhưng mà em vẫn lên 20 kg. Cái đó em ngỡ là em khoa học thôi. Em mang cái tâm lý là thôi kệ á chị. Ăn cho con là đó chị. Thôi kệ, mình ăn cho con mà. Nhưng mà rốt cuộc rồi em mới phát hiện là không. Con em không bao nhiêu cả. Đúng rồi. Em phồn. Nhưng mà vì em tự nguyện với điều đó cho nên thực sự toàn bộ những cái sự thay đổi về cân nặng nó cũng không làm em căng thẳng, đúng không? Dạ. Tức đúng là rồi. Cái tinh thần của em trong thai kỳ vẫn rất là lạc quan, nó vẫn rất là dễ chịu. Dạ đúng rồi. Với lại một điều nữa là em tự tin vào bản thân đó chị. Em nghĩ ôi mình sẽ giảm cân được. Em nói ô không sao đâu, kệ mập đi, trong tháng ra mình sẽ giảm được mà. Bây giờ là đã 1 năm 1 tháng trôi qua, em vẫn không lấy lên được cân nặng đã cũ. 1 năm 1 tháng với hành trình nuôi con nhỏ thì cũng không sao đâu. Chồng đâu tới chồng một mặt ở đâu trong thai kỳ. Và ổng cũng là người hết sức hợp tác trong việc đưa đồ ăn. Ăn chung với em chị. Em ăn một là anh ăn một, em ăn hai là anh ăn hai vậy. Em đâu có tha chị. Như là ủng hộ tinh thần vậy hả? Dạ. Bây giờ em chưa giảm cân được thì anh cũng dễ gì giảm cân được với em. Trời, tính là ông Maika nó rất là âm mưu nha. Nó thuyết âm mưu đầy ở trong đó đó, không phải giỡn đâu. Trời ơi, đúng, mình phải tính toán một cái đường dài cho mình. Một cái plan để mình đi chị à. Chúc mừng em. Sau khi chương trình này lên sóng, ảnh nhận ra hết tâm cơ của em rồi. Không, ảnh đã nhận ra từ lâu. Từ những lần em rủ ảnh đi mua đồ size lớn chung với em. Có nghĩa là hai vợ chồng cùng tăng size đó chị. Mà ảnh hối cũng không có kịp nữa đâu. Không, bây giờ không thể hối hận được. Tại vì em tập cho cái thói quen ăn đêm đó chị. Bây giờ đâu có bỏ được chị. Đêm nào mà... Bây giờ đâu có bỏ được chị. Đêm nào mà... Cái mặt mà... dễ sợ luôn á. Trời ơi mấy cá ơi. Nhưng mà tại thời điểm đó thực ra là chúng ta có thể định nghĩa đó là một sự quan tâm. Những người có liên quan đến một bà mẹ bầu, họ dành cái sự quan tâm cho mẹ bầu nó cũng có rất là nhiều kiểu dạng thức khác nhau. Và cái việc mà ngồi ăn cùng á, nó như một dạng để đồng hành á, và làm cho mẹ bầu cảm thấy không đơn côi. Cái việc ăn của mình nó hợp lý và mình ăn cho con.
Thực ra tất cả những cái điều đó nó ổn hết từ động cơ niềm tin. Cái điều không ổn duy nhất đó là chuyển hóa dinh dưỡng thôi em ạ. Thôi vậy đi. Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Cái bữa mà em đi sinh đó là em có một cái này ngộ lắm nha. Là lúc em đi vô đó là em đi vô khám lần cuối của thai kỳ á. Thì bác sĩ nói, ý con ơi, nó nở rồi. Nó nở được 2 phân rồi nha con. Con nhập viện luôn đi. Lúc đó em nhớ là 8 giờ tối. Cái bắt đầu là điện cho mẹ Năm, lại là người mẹ quyền lực nữa chị. Cái cả nhà em kéo vô như đoàn hát chị ơi. Rồi em nhộn với bệnh viện luôn. Cái nhà em thì về cơ bản nó cũng đã đủ thành phần của một đoàn hát rồi. Em lần đầu tiên em bị nhộn với bệnh viện luôn á chị. Rồi nhà em đông mà vô mà giống như đi trải hội vậy đó. Thì diễn viên có, đạo diễn đâu cũng gần đó hết rồi thì đúng rồi em. Như đi trải hội vậy đó chị. Nhận phòng xong xuôi rồi bác sĩ mới nói là từ giờ tới sáng nó sẽ nở. Thì nở lúc nào đủ là sẽ đẩy em vô phòng xanh. Trong lúc nằm đó em cũng của em không có đau, em cũng không có chuyển dạ, em cũng không có một bất kỳ cái gì. Mà nhà em rất là sàm, tự nhiên dẫn em tập đi vòng vòng vậy đó. Hỏi, ủa mình đi vậy có tác dụng gì vậy mẹ Năm? Để lát nữa mai mốt ngày mai mà con đẻ đó, con đẻ xong rồi con sẽ tập đi như vậy, bây giờ con tập đi trước. Ủa gì kỳ vậy? Thông tin đưa ra kỳ vậy? Cái thông tin gì mà sàm xí, mà lúc đó em vẫn nghe nha chị. Cứ đi dạo vậy đó. Không, mà đi theo thế của cái người mẹ mới đẻ chứ không phải. Trời ơi, trời ơi, tôi muốn gặp mẹ Năm. Tôi muốn gặp mẹ Năm thiệt chứ. Em thì em có bầu thì mình đi bình thường để cho dễ đẻ, em đi bình thường. Không chị, hai người kè hái nách em nhìn là chị. Mà rõ ràng lúc đó mình khỏe trơn. Khỏe trơn chị. Một người phụ nữ lực điền. Không hề có một dấu hiệu gì cả. Nói là tới sáng á, là nở đủ là đẩy vô đẻ. Mà tới sáng luôn nở em vẫn tỉnh bơ. Không chị, nó co lại. Ủa nó trở lại bình thường. Nó trở lại bình thường, không có phân nào cả. Tại mình rần quá đó cưng. Lại mẹ Năm em nữa. Mẹ Năm em nói chết, ủa sao kỳ vậy ta. Cái mới đi hỏi bác sĩ, rồi bác sĩ mới hội chẩn lại. Thôi nếu vậy thì cho em mổ. Cho tới bây giờ em rất muốn biết cái cảm giác là mình đau đẻ rồi mình sinh em bé nó như thế nào. Trải nghiệm của Mai Ca là trải nghiệm đứa đầu của chị á. Không biết đau đẻ là gì á. Và tất cả nó dồn vào đau mổ. Đúng rồi. Chị có biết mổ heo không? Biết. Là em đó. Là em đó chị. Tưởng tượng cái bàn mổ là như vậy. Thì lúc đó cái đoàn hát của em là ngồi ở ngoài, gồm có ba em, chồng em, chị Trinh Trinh, rồi mẹ Năm, rồi bà ngoại. Đủ đoàn chị. Đoàn hát của em không dưới 10 người. Chưa kể những thân nhân của những người mà vô mổ trước em á, thấy ba em là gia nhập vô cái đoàn hát của em. Trời ơi dễ thương lắm chị ơi. Gia đình em ồn ào thương lắm. Rồi ba em kể chuyện cười nữa nha chị. Kể chuyện hề đồ này kia trước phòng mổ. Chứ không hề có cảm giác lo lắng cái con gái vô phòng mổ đâu mọi người. Anh Kim Tử Long anh sống hơi lội. Và ngay cả chồng em cũng không hề có cảm giác đó luôn nha. À người đàn ông một mặt đó thì nãy giờ tôi đã tạm không tính tới rồi. Đó mọi người kể chuyện hài hước rồi trong lúc em mổ. Thì khi em bước vô phòng mổ là chỉ còn một mình em thôi. Khi mà kêu em thay đồ là em đã bắt đầu quéo quéo rồi. Em hơi quéo, em nhát lắm. Trời ơi, chị thấy cái mặt em không được đẹp không? Mà em không dám đi sửa. Là bởi vì em nhát thôi đó. Em sợ đau lắm. Mà hai em nói em vô phòng mổ. Cái phòng mổ em chưa từng thấy cái phòng nào mà nó lạnh như vậy luôn. Ừ, tại vì nó là phòng mổ đó cưng. Nó lạnh kinh khủng, em sợ lắm. Và chị, cái mặt mình nằm á, nhiều khi nó là inox. Đúng rồi, nên là nó gia tăng thêm đúng, cái độ chị, lạnh nữa. Trời ơi. Mà em không hiểu, em không biết mọi người sao. Nhưng mà khi em lên nằm kêu chị Mai Ca lên nằm trên giường. Và em lên nằm. Thế là bác sĩ banh hai tay em ra. Banh hai chân em ra cột như cột heo. Đúng, vậy đó chị. Rất nguyên thủy luôn. Đó, cột như cột heo. Và sau đó là tới quá trình là vệ sinh. Thấy rõ ràng luôn chị. Cầm cái kéo mà của bên y khoa đó, gấp bông gòn, đổ lên một cái. Em làm như thế chị. Cái gì vậy? Cái bác sĩ nó Không, vệ sinh em chứ. Em đẻ mổ mà. Em cãi lộn với bác sĩ nữa chứ. Ở ngoài thì kể chuyện cười. Ở trong đây em cãi với bác sĩ. Em đẻ mổ mà, vệ sinh cái đó chi vậy? Em làm vậy đó. Bác sĩ nói, vệ sinh, chịu khó đi. Mà cái miệng thì bác sĩ nói, cái tay bác sĩ vẫn làm vẫn chị. Mặt nó trời ơi. Em sợ mà. Chị vẫn thắc mắc là tại sao em nói em diễn bao nhiêu năm mà em không có tên đó Mai Ca.
cái bác sĩ mới vô nước biển cho em. Thì hồi lúc trước, hồi lúc em còn nhỏ, em có Avidam. Thì khi mà bác sĩ truyền nước biển là cái thuốc mê á, nó nằm trong thuốc biển nó vô luôn. Là em mê từ từ. Em thấy vô nước biển rồi, mừng rồi. Mê ở đây. Mê. Đợi qua hẳn thấy. Ủa sao đợi hoài mình không mê ta? Em á, bác sĩ ơi, sao em chưa mê? Bác sĩ gây mê chưa vô em? Bác sĩ gây mê chưa vô em? Tâm lý sẵn thôi. Em chuẩn bị tâm lý sẵn đó chị. Chết rồi, chưa vô. Hụt hẫng gì mà bị lạnh nữa. Em sợ em bị lạnh á. Em nói, bác sĩ ơi, em lạnh quá, bác sĩ bớt mới lạnh được không? Phòng mổ em là như phòng riêng em vậy đó. Cái bác sĩ vừa vô cái hỏi em tên gì đồ này kia kia nọ, nó bắt đầu gây mê nha. Thì cái này á là gây mê theo kiểu dạng chụp. Em nói thiệt chứ chị, chưa bao giờ em bần như lúc này chị. Vừa chụp một cái em sợ là không mê đó. Em hít lấy hít để chị. Thiệt luôn, cái cảm xúc của em lúc đó là như vậy nè chị. Vừa, dạ. Ôi, em sợ lắm, cái cảm thấy em sợ quá. Em không biết làm sao. Phải mê thôi. Rồi là không biết gì hết. Chị hiểu sao anh Kim Tử Long mà anh kể chuyện cười rồi đó mày ca. Nó ghen đó em. Trời con ơi. Nhà Tông không giống lông này cũng giống cánh mà chị. Mà sanh xong rồi khi mà chuyển em ra ngoài phòng mà gọi là hồi phòng sức, nằm hồi sức á. Em không biết em bị cái gì á mà em lạnh á chị. Em run, em giật kìa nè. Mà em còn kêu cái cô y tá em nói, em lạnh quá. Chùm cho em 9 cái mền. Em còn nhớ luôn á. Cứ lấy cái mền đè lên em vậy nè. Đè lên 9 cái mền á. Mà em vẫn giật như nè. Chắc khoảng đâu nửa tiếng đồng hồ sau em mới hết cái lạnh đó. Là lúc đó em bé ra rồi. Lúc đó em bé rồi. Vẫn chưa gặp được con. Em vẫn chưa gặp được con chị. Em lúc đó em chỉ tập trung vào cơn lạnh. Em quên mất em đây đẻ luôn đó chị. Tâm lý em chưa kịp thôi thúc nữa là cô y tá vô. Con em dễ thương lắm, đẹp lắm, chắc lắm. Ông ngoại nó bồng rồi, ông ngoại nó hát cải lương cho nó nghe. Có nghĩa là cô y tá vô nói cho em nghe rồi đó. Nên em nói rồi yên tâm rồi, con mình ổn rồi, mình biết là con mình đã ổn rồi. Bây giờ quay qua nhiều chuyện với các bà kế bên. Khi dễ em ra mặt luôn á chị, giống như người ta mệt quá mà mày nói nhiều quá. Người ta cũng đẻ, người ta cũng phải cần nghỉ ngơi mà mày nói nhiều quá, kiểu vậy á. Trả lời em rất lịch sự nha chị, trả lời em xong vẫn quay mặt qua anh kia để em đừng nói nữa. Nhưng em vẫn nói. Em vẫn khều chị. Chị trong chân nói mà còn khều nữa hả? Em sợ chị không nghe, em khều, em hỏi thăm để cho thời gian nó trôi qua. Tới cuối cùng thì mọi người lên hết, còn có mình em nằm phòng đó thôi. Em mới khều của y tá, của y tá ơi cho em lên đi. Nó không được, em mới có 5 tiếng à. Cái xong cái nói, em hết đau rồi, em ổn rồi, cho em lên phòng đi. Cái xong cái cô y tá nói, nếu giờ em hết đau á, kéo cái băng cao qua kế bên em. Tự nhảy qua đúng không? Tự nhảy qua đi. Chứng minh trời được con. Trời ơi, em bấm bụng chị. Em sợ lúc đó em làm một cái em sợ sút vết mổ luôn. Em làm qua băng kia nằm luôn. Cô y tá thấy hay quá, cô y tá cho lên phòng. Nhưng mà lúc đó muốn chết luôn. Muốn chết đi. Trời ơi. Bữa nay chắc cô y tá mới biết đó. Rồi đến khi nào thì mình mới gặp được con? Qua ngày hôm sau. Nói thật sự luôn, cái cảm giác của em lúc đó là, ôi trời, tại sao tôi sinh ra được cái cục này vậy ta? Mà thật sự luôn, mẹ không biết con, nếu như sau này con lớn lên, con coi được cái số này, con có giận mẹ không nha? Lúc đó em không có cái cảm giác gọi là yêu thương. Nó là một cái cảm xúc rất là bình thường. Nhiều bà mẹ có. Em đừng lo. Em không có cảm giác yêu thương, em không dám nói ra luôn. Em chỉ nghĩ trong đầu, ủa sao kỳ vậy ta? Hay là em tự nghĩ là, hay là tại vì mình đẻ mổ mình không có được cái cảm giác như mọi người nói là được ấp con vô người, được gắn kết hay. Nên em cảm thấy ủa sao kỳ quá vậy ta, cái cảm giác của mình kỳ quá. Nhưng mà qua một ngày, hai ngày, ba ngày, tự nhiên em cảm thấy ôi cái cục này nó đáng yêu quá. Những cái lần mà mọi người cho bú rồi cho để nó nằm kế bên á, cái tự nhiên một hơi nó lũi vô người mình á, nó ôi sao cái cục này nó đáng yêu quá. Bắt đầu từ từ em bị nghiện luôn á chị. Khi mà chúng ta sinh con, nó là một cái tên gọi chứ nó chưa là nội hàm của cái tình cảm đó. Và cái tình mẫu tử, tình phụ tử, các thể loại tình trên đời này nó phải được bồi đắp bằng những cái hoạt động cụ thể. Cho nên là nếu như em sinh thường thì em sẽ gia tăng thêm một trải nghiệm để cái gắn kết đó nó đến sớm hơn. Nếu như em cho con bú bằng sữa mẹ thì cái sự tiếp xúc nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà ngược lại, trong trường hợp mình sinh mổ hoặc là
vì một lý do gì đó mình phải cho con uống sữa ngoài thì sao, thì mình sẽ phải huy động những cái hoạt động khác để mình hình thành cái tình cảm đó, phải gia tăng nhiều cái sự tiếp xúc lên chứ không có tự nhiên mà có tình cảm được. Cho nên là Mai Ca đừng có lo lắng về cái vấn đề này. Và cũng, đừng sợ là con sẽ buồn, không có vấn đề gì, không sao hết. Giờ bác rồi. Bị ghiền. Bây giờ bị ghiền. Tiếp tới cái giai đoạn nè, giai đoạn đi về nhà. Cái đoạn hát nó chân còn, sao? Nó có màu hồng không? Hay là bắt đầu mình đối diện với thực tế nó là tả sữa rồi tùm lum đủ thứ mọi cái, nó làm xáo trộn cuộc đời của mình. Dạ không, nó vẫn màu hồng. Ông ngoại rất là thương Yuri. Bữa đó ông ngoại đi quay ha, thì mới điện thoại là ba ơi, bữa nay ông Yuri được xuất viện rồi đó nha ba. Để ba đi quay về ba rước. Trời, ông biết là muốn cho con em á, nó tính ăn, tính ngủ rồi này kia, tính nó giống ông ngoại cho nó dễ dàng, nên mới để cho ba chở về rồi để ba ẵm lên. Mà lúc đó em ẵm em bé vậy nè, mà em đau cái vết mổ. Tại vì lúc mà em bị em mổ xong là em bị phỏng băng keo á. Em bị phỏng băng keo nên em đau cái vết mổ ghê lắm. Cái ẵm gồng từ bệnh viện về gần tới nhà rồi, em nói chết rồi ba, con đau quá, giờ sao đau quá rồi. Cái ba nói đưa đây, ba em á, người đàn ông chị, đưa đây ba bồng hát nữa. Hát về tới nhà luôn chị, nó mê ông ngoại nó hát. Ông ngoại nó hát thì nó nằm yên nó nghe vậy, nó không có chòi, nó không có đạp, nó không có gì hết. Rồi ông ngoại ẵm lên phòng đặt vô nôi rồi ngủ. Con em á rất là dễ luôn, dễ lắm. Rất là muốn biết cái câu chuyện chung quanh con của em và có liên quan tới idol của chị. Có những cái kỷ niệm nào nữa không? Kể nữa đi, thích nghe quá. Trời ơi, nếu mà nói về ba em thì thật sự ra ba em không có thời gian nhiều để mà chăm sóc Yuri. Nhưng mà ba em thì lại là thật sự ra mà nói rất là thương Yuri. Chị có biết cái đoạn hát đây để quay ngược thời gian. Lúc mà mới đẻ ra chị, người ta kêu ai là người nhà của Hoàng Kim Phụng đi vô ẵm em bé. Chị ảnh á, quay clip lại em coi được á chị, biết không? Ảnh làm nè, tất cả Huyên, không ai được động đậy. Ảnh là anh Kim Tử Long đó. Tất cả Huyên, không ai được động đậy. Chồng em định vô ẵm á, ngồi yên, không được động đậy. Để tôi vô, để tôi vô, tất cả Huyên. Dạ, tôi vô bồng cháo tôi rồi nha. Trời ơi, ngoại ngầu lòi luôn, ngoại ngầu, yes sir. Đi vô bồng cháo rồi này kia, tưởng gì hát tình anh bắn chiếu chị. Ủa ba, ý định ba đã gì? Nghĩ gì? Ý định gì mà tự nhiên bồng con lần đầu tiên hát tình anh bắn chiếu? Mình bán vàng, bán hột xoàn được không? Tại sao mà đi hát tình anh bắn chiếu? Bài đó làm nên tên tuổi đó con. Ba kiếm vàng với hột xoàn đó con. Ồ, cái ẩn ý thâm sâu ghê. Em muốn cảm ơn ông ngoại nè, rồi tới ông xã nè, tới má Năm nè, tới tất cả mọi người luôn, đã yêu thương, đã chăm sóc, đã cho em một khoảng thời gian có em bé, có làm mẹ bỉm sữa, nhưng mà luôn luôn có màu hồng, luôn cho em cái cảm giác được hạnh phúc ở bên trong gia đình của mình. Chị xin được thay mặt cho chương trình gửi tặng em một phần quà. Đây là bộ son Yurika. Thật là trùng hợp nha, tên của hai mẹ con được kết nối ở đây luôn á. Đây là bộ son để làm dành tặng riêng cho mẹ con em. Em có nhận quảng cáo cho bộ son này, em có thể làm gương mặt đại diện. Cảm ơn Mai Ca rất nhiều. Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Cháu Tới Mẹ Bỉm Sữa.